Vinh xin chào các bạn. Trong cái video này, chủ yếu là Vinh sẽ giới thiệu đến các bạn một cái dòng lẻn khá là đắt tiền và rất là khó tìm trên thị trường nha các bạn. Để như vậy thì hoành tráng quá các bạn ha. Vinh cố tình để như vậy đó, bởi vì cũng hiếm khi nào mà cả ba dòng lẻn này lại về trong cùng một đợt. Tuy nhiên, trong cái video ngày hôm nay, Vinh chỉ giới thiệu đến các bạn cái dòng lẻn này mà thôi. Đây là một cái dòng lẻn, các bạn nhìn nè, các bạn nhìn kỹ sẽ thấy. Đây, để mình đem gần gần cho các bạn xem. Nó có biểu trưng của voi, và đây là biểu tượng của sức mạnh quân đội Hoàng gia Thái Lan các bạn nha. Rất là đẹp các bạn ơi. Cái dòng amulet này rất là đặc biệt. Nó có một cái câu thần chú mà Vinh sẽ chỉ cho các bạn đọc sau và hơi khó nhớ nha. Tuy nhiên ở đây Vinh chỉ muốn cho các bạn xem cái vẻ đẹp của cái tấm lẻn này trước mà thôi. Ở phía trước là có hai vị vua, được gọi là hai vị vua được tôn kính nhất tại nước Thái. Các bạn có nhiều bạn nào mà am hiểu về nước Thái là các bạn sẽ biết, đó là vua Rama V và vua Rama IX. Điều này là không thể có gì bàn cãi nữa. Có hai dòng các bạn nha. Cái dòng lớn thì đắt tiền hơn và khó tìm hơn trên thị trường. Chỉ có được năm đó, chỉ có làm ra được là 500 lá mà thôi. Còn dòng này nhỏ hơn thì làm ra được 1.000 lá. Cái này trên thị trường các bạn khó tìm thấy lắm, hầu như là không có thông tin. Cái dòng amulet này là một dòng rất là đặc biệt, do cố đại cao tăng Luẩn Bù Mi, một cao tăng lừng danh tới từ miền Nam, Vinh nhiều lần giới thiệu sự linh thiêng của những tấm amulet được thầy trì chú rồi. Và thầy làm ra cái dòng này trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập quân đội hoàng gia của Thái Lan và kỷ niệm 72 năm ngày sinh nhật của vua Rama IX các bạn. Cái Vinh hiện đang cầm trên tay là size to các bạn ha, và Vinh chỉ có một cái duy nhất thôi. Rất là đẹp. Size nhỏ thì Vinh chỉ có 4 cái, còn size to thì một cái các bạn ha. Rồi bây giờ Vinh sẽ chỉ cho các bạn đọc cái câu chú để kích hoạt năng lượng của cái tấm lẻn này lên, để chi thu hút tiền tài. Thì cái đây là những cái gì mà thầy có những cái tấm amulet đó các bạn. Thầy viết chú, thầy dặn đọc thì mình đọc, thì thầy dặn sao còn lịch sử còn nhắc lại sao, thì chúng ta làm như vậy thôi. Cái này là niềm tin trong tâm linh của chúng ta, còn có được hay không thì Vinh không biết, không rõ ràng nha. Này là Vinh không dám hứa. Bây giờ Vinh tập trung Vinh đọc cái câu chú này. Cái câu thần chú này khá là khó đọc nha các bạn. Các bạn tập trung ha. Nameta mukruna putprani tajindi yasendu makutaku uku thang lai sarahan meta sitsit meta farahan tamathan pakasento tokuku priya prachasi sattasaha. Các bạn nghe Vinh đọc rõ không? Vinh hy vọng là các bạn cũng đọc được. Rồi, Vinh xin chào các bạn.